Vâng, Thanh Quyền xin kính chào tất cả quý vị, các cô chú anh chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Buổi sáng ngày hôm nay thì có một số những cái thông tin, một trong những câu chuyện cũng khá là thú vị mà Thanh Quyền muốn chia sẻ gửi đến cho tất cả quý vị. Một trong những cái thông tin liên quan đến nội dung mà cô Thanh Trần được nhận bằng khen, cũng như là một số những cái câu chuyện của tỉnh Thất Bồng Lai. Đặc biệt đó chính là các vị luật sư cũng như các nhân vật ăn theo trong thời điểm hiện tại thì họ cố sức để mà chứng minh một cái điều mà quý vị cũng đã biết và cũng cảm thấy là thú vị trong khoảng thời gian vừa qua, đó chính là chứng minh về việc con bò nó không ngu, để mà có thể biện minh cho những cái lời lẽ của ông Lê Tùng Vân liên quan đến câu chuyện mà họ đã xúc phạm đến Thượng tọa Thích Nhật Từ, là nói rằng là ông Thích Nhật Từ là ngu như bò đó. Thì cái điều này đó khiến cho mà các cá nhân nơi tỉnh Thất Bồng Lai ngày hôm nay họ cố tình để mà có thể nói là dẫn dắt, và thậm chí là các thợ cải của họ đang cố tình và ra sức để mà chứng minh rằng là con bò không ngu, để cho rỡ tội cho vì phía các cá nhân nơi tỉnh Thất Bồng Lai. Thì đầu tiên đó, Thanh Nguyên xin được chia sẻ gửi đến cho tất cả quý vị cái thông tin mà cô Thanh Trần nhận được một trong những bằng khen. Thì chắc hẳn rằng khi mà quý vị nghe cái thông tin này cũng cảm thấy khá là bất ngờ. Tại sao một cái cô mà có thể nói là cái luật sư mà thủ kho như vậy lại nhận được một trong những cái bằng khen, trong khi cô ta là một trong những người gọi là không biết am hiểu nhiều về pháp luật, và thậm chí khi vào một trong những cái công ty để làm việc thì lại không được làm bên gọi là pháp lý mà lại làm bên thủ kho cũng như là bên vật tư gì đó. Thì cô ta đã rất là tự hào cũng như là đăng tải những cái thông tin này trên nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, khi chia sẻ rằng mình nhận được cái bằng khen. Ngày hôm trước thì Thanh Nguyên có chia sẻ gửi đến cho tất cả quý vị, đó chính là cái thông tin buổi làm việc tại Liên đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái cô này đó, cô ấy nói rằng là cô ấy bị bệnh và thậm chí là phải đi truyền máu tại một cái bệnh viện, và tình hình thì rất là nguy kịch khi mà bác sĩ bảo là phải nhập viện bởi vì thiếu máu là gấp gì đó. Nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng đến ngày hôm nay thì có thể khẳng định rằng cô này đang nói dối, thưa quý vị. Bởi vì khi mà cô ta nói rằng là cô ta nhập viện đó, thì buổi sáng tới buổi chiều thì cô ta vẫn còn lên trên cái nền tảng mạng xã hội, đó chính là YouTube, để livestream. Và ngày hôm qua thì chúng ta có thấy cô này vẫn livestream đều đặn trên cái kênh YouTube của mình. Thì rõ ràng đây là một cái lời nói dối rất rõ ràng, để cái nhằm mục đích là tránh né cái buổi làm việc tại Liên đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, cho chúng ta thấy là trong những cái lươn lẹo cực kỳ lớn của cô Thanh Trần này. Như quý vị được biết là ngày hôm trước em cũng có gọi điện trực tiếp và hỏi thăm sức khỏe của cô Thanh Trần, và cô ấy cũng nói rằng là cô ấy bị bệnh rất là nặng, phải là truyền máu và thậm chí là phải nhập viện. Nhưng mà không có người thiếu máu nào, cũng như là một người bệnh nặng nào mà có thể nói là liên tục livestream với một tần suất cũng như là chia sẻ rất là nhiều những cái nguồn thông tin trên Facebook đến như vậy, trong khi cô ta bị bệnh nặng. Thì cho một lần nữa cho chúng ta được thấy đó, cái độ gian xảo, cái độ ma mảnh của cô Thanh Trần này nó như thế nào. Và ngày hôm nay đó thì cái thông tin cho rằng là cô ấy nhận được cái bằng khen, nhưng thực chất cái bằng khen này là bằng khen gì, có phải là bằng khen của Liên đoàn Luật sư hay không, hay là một trong những cái bằng khen về cái lĩnh vực nào. Thì cụ thể cái nguồn thông tin được đăng trên nền tảng gọi là Facebook cá nhân của cô Thanh Trần nha cô chú anh chị, cô ta vừa mới đăng tải rằng là mình nhận được một trong những cái bằng khen này là từ Tổng Công ty Điện lực Miền Nam nha quý vị. Một trong những cái bằng khen mà cô ta cảm thấy cô ta rất là tự hào, và chia sẻ một trong những cái dòng status khá là dài khi mà tự hào về cái điều này và khoe khoang trên cái nền tảng mạng xã hội. Nhưng mà ngày hôm nay đó, khi mà rất là nhiều những cái người vào đó chửi cũng như là lên án cô ấy, chúng như là có thể mỉa mai cô ấy về trong những cái người mà mang danh luật sư nhưng lại không biết và am hiểu về pháp luật nhiều, mà khi đăng tải một trong những cái bằng khen liên quan đến Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, một trong những chuyên viên bên ban vật tư đã gửi bằng khen cô ấy, cô rằng đạt những cái thành tích xuất sắc trong những cái vấn đề liên quan đến vật tư bên phía điện lực nha quý vị, chứ không phải là một trong những cái bằng khen của luật sư đâu. Thì cô này làm gì có cái tài cán nào cũng như ai thuê ai mướn cô ấy đâu mà để nói rằng là có bằng khen từ phía Liên đoàn Luật sư.
Nếu liên đoàn luật sư ngày hôm nay mời cô ta lên là liên quan đến vấn đề câu chuyện mà kỷ luật cô ấy về những cái hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp liên quan đến luật sư. Và với những cái động thái vừa rồi thì do chúng ta được thấy một lần nữa cô này không còn muốn hành nghề luật sư nữa quý vị. Cho nên là cô ta đã không có hợp tác với phía cơ quan chức năng cũng như là liên đoàn luật sư để mà lên làm việc. Cô ta không còn kiếm tiền được bằng cái hai cái chữ luật sư, bởi vì nó bị ô uế đối với cô ấy khi mà cô ấy quá nhiều những cái lời nói, cái ngôn từ phản cảm, và thậm chí là cái trình độ am hiểu pháp luật của cô ấy không đủ trình độ để làm một luật sư. Liên quan đến câu chuyện mà cô ấy đã chia sẻ nguồn thông tin và ra sức giúp đỡ cũng như là bên vực cho Thiền Nam bên vũ trụ liên quan đến cái câu chuyện đó, chính là họ đang gọi là ra sức chứng minh rằng là con bò nó không ngu với cái lời lẽ của ông Lê Tùng Vân đã chửi bới Thượng tọa Thích Nhật Từ. Với cái ngôn từ này đó thì rất là nhiều các vị luật sư bên phía Thiền Nam bên vũ trụ, và hiện tại đó trước khi mà cái phiên tòa mà sơ thẩm diễn ra đó, và ngay tại phiên tòa đó thì họ cũng đã rất nhiều lần có ý mong muốn chứng minh rằng họ đã nói rằng là ai có thể chứng minh được là con bò ngu để mà những cái lời của ông Lê Tùng Vân nói là sai đâu. Kể cả cô Thanh Trần ngày hôm nay thì cô ấy cũng dùng cái câu chuyện này để mà có thể nói là dẫn dắt dư luận cũng như là bên vực cho Thiền Am. Nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng đó, họ đã không còn cái điều gì để bám víu vào để bên vực cho Thiền Am được nữa. Họ chỉ bám víu vào câu chuyện là một con bò để mà bên vực được thôi. Bởi vì trong câu chuyện Thiền Am á, thưa quý vị, Thiền Am không phải chỉ là một tội danh rất là liên quan xúc phạm đến cá nhân Thượng tọa Thích Nhật Từ đâu, mà chúng ta nên hiểu rõ trong cái vấn đề này và các luật sư họ cũng hiểu thôi. Nhưng mà tại vì họ không còn chủ đề gì để bám víu vào để bên vực cho thể ông nội được nữa, cho nên họ phải bám vào một con bò. Thì đó, liên quan đến câu chuyện của ông Lê Tùng Vân thì chúng ta được biết ông ta liên quan đến tội danh đó chính là 331, đó là những cái hành vi xúc phạm phía cơ quan chức năng đó. Bên cạnh đó, đó chính là lợi dụng những cái hình ảnh liên quan đến Phật giáo để lừa đảo và thậm chí là xúc phạm làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Phật giáo. Không phải riêng là cái câu chuyện mà ông ta nói là Thượng tọa Thích Nhật Từ ngu như bò. Cho nên á, ngày hôm nay mà để nói rằng cố gắng bào chữa cho những cái câu nói của ông ấy liên quan là ông Thích Nhật Từ ngu như bò thì cũng chỉ là một cách để mà lấp liếm cái sự việc, và họ đang cố tình chứng minh rằng cơ quan chức năng đã sai. Đây là một điều mà Thanh Nguyên nghĩ rằng đó cực kỳ nguy hiểm nha quý vị. Và chúng ta đã được nghe và được thấy rất nhiều lần rồi, kể cả các nhiều người nơi tỉnh Thất Bồng Lai, các luật sư cũng như là cái cô mà thủ khoa điện lực ngày hôm nay vừa mới nhận bằng khen đó, thì cho chúng ta thấy đó, họ đang cố tình chứng minh rằng cơ quan chức năng sai. Đây là một cái điều mà xuyên tạc cũng như là vu khống khi mà họ nói rằng là cơ quan chức năng đã ngụy tạo chứng cứ và đưa ra những cái thông tin chứng cứ giả và làm áp bức đi một trong những cái nhà chân tu cũng như những cái nơi gọi là nuôi trẻ mồ côi. Nhưng mà tại sao họ lại không chứng minh được là đứa nào là đứa trẻ mồ côi và đứa nào là được ông Lê Tùng Vân nuôi trong 200 đứa mà ông ta đã nói? Tại sao họ không ra sức chứng minh nơi đây là không phải là chùa, và ông Lê Tùng Vân không mượn những cái hình ảnh gọi là Phật giáo và lại chứng minh bằng cái câu chuyện một trong những cái lời nói gọi là ngu như con bò? Thật ra cái câu cửa miệng ngu như bò đó, thưa quý vị, thì chúng ta được biết đó, đó chính là nó xuất phát ra từ một người có thể nói là vô văn hóa. Không có ai mà có thể nói rằng là chửi một cái nhân vật gọi là một nhà tu khi mà mở miệng ra nói một câu ngu như bò. Nếu ai gọi là nhà tu, kể nếu như mà Thanh Nguyên nè hay đất những vị khán giả, chúng ta một người bình thường, chúng ta không có tu hành, thì chúng ta mở miệng ra nói thì trong lúc bực tức thì cái điều đó có điều rất bình thường. Nhưng một nhà gọi là một người tu hành đi, thì người ta sẽ không bao giờ mở miệng ra để nói những cái từ ngữ mà xúc phạm hay chửi bới bất cứ ai cả. Và ông Lê Tùng Vân cũng như các đồ đệ của ông ấy thì quý vị có thể thấy rằng luôn mở miệng ra nói những cái từ ngữ gọi là dâm đảng, rồi bên cạnh đó là thô tục. Thì chúng ta có thể thấy chứng minh một điều rằng họ là một trong những cái kẻ gọi là lừa đảo, không phải tu hành gì cả. Và cái điều này thì chắc hẳn đến thời điểm hiện tại thì ai cũng đều biết rồi. Và cái câu chuyện rằng đó, trong một cái ngôn từ, cái cảm xúc cũng như là cái biểu cảm của ông Lê Tùng Vân khi mà ông nhắc lại cái ngôn từ này, thì cho rằng đó, trong cái ý nghĩ của ông là xúc phạm đến Thượng tọa Thích Nhật Từ là rất rõ ràng. Ông chửi thẳng mặt
mà dùng những cái lời nhắn nhá và trong suy nghĩ của ông cho ông thấy gọi là ông không tôn trọng giáo hội Phật giáo Việt Nam, và cũng như là đang lợi dụng hình ảnh này để mà kêu gọi những cái tấm lòng từ bi từ thiện, cho chúng ta được thấy rằng các nhân vật luật sư cũng như là các người đang bên vực Thiền Am ngày hôm nay họ đã không còn những cái thông tin chứng cứ để mà bào chữa, cho nên họ mới dựa vào những cái câu từ này, dựa vào cái câu chuyện một con bò để bào chữa Thiền Am rộ trụ. Và ai ai chúng ta cũng đều biết, khi chúng ta nóng giận chúng ta dùng những cái câu cửa miệng để mà chửi bới, nhưng mà trong lòng thực tế có hay không thì cơ quan chứng minh đó sẽ xác minh điều đó. Và cho chúng ta thấy qua những nhiều lần tra hỏi cũng như tại phiên tòa thì ông Lê Tùng Vân rõ ràng là dùng cái từ đó để xúc phạm một người khác, chứ không phải là một trong một phút gọi là bốc đồng hay là gọi là một phút gọi là nóng giận bình thường. Rõ ràng ông ta đang cố tình dùng cái câu chuyện con bò để mà xuyên tạc khi mà một con người chúng ta để mang ra so sánh với một con vật, thưa quý vị. Nhưng mà thật ra đó, trong cái câu chuyện này đó, như chúng ta được nghe được thấy đó, thì các cá nhân nơi tỉnh thất bồng lai cũng như vậy. Và ngày hôm nay một số những cái kênh YouTube như là cô Loan nè, rồi cho đến là Hồng Ngọc Biển Đông nè, rồi Quốc Bảo TV, Quốc Bảo Vlog và vân vân, rất nhiều các nhân vật này vẫn đang được gọi là được bảo kê và mạnh mồm lên trên mạng xã hội này để bên vực Thiền Am. Lý do vì sao, thưa quý vị? Thì như chúng ta được biết đó, Thiền Am bên bầu vũ trụ và kể cả các kênh YouTube này đang có một thế lực ở sau lưng. Một thế lực sau lưng này hứa hẹn cho họ rất nhiều điều. Các anh cứ yên tâm, các anh cứ gọi thế nên thì nói là chống đối lại nhà nước, và có chúng tôi lo lắng cho các anh tất cả về những vấn đề như là tiền bạc rồi các cái vấn đề pháp lý. Nhưng mà họ không biết được, quý vị, các tổ chức, các cá nhân này cũng chỉ là dùng họ như một quân cờ. Họ đang bị lợi dụng vào cái câu chuyện gọi là xuyên tạc đảng và nhà nước. Và tất nhiên trong các nhân vật này, các cả kể cả các luật sư, thì Thanh Nguyên đâu nghe đâu đó rằng đã có danh sách và đã có hồ sơ, và biết đâu chưa đến cái thời hạn phúc thẩm nữa thì chúng ta sẽ đón chờ những cái thông tin cực kỳ nóng và cực kỳ hấp dẫn. Các vị luật sư này sẽ được cơ quan chức năng để ý và sờ gáy, kể cả chưa đến phiên tổng thẩm. Và Thanh Nguyên vừa nghe đâu đó là phúc thẩm này biết đâu lại không có luật sư để mà gọi bào chữa cho Thiền Am bờ vũ trụ, thưa quý vị. Không biết rằng quý vị đánh giá như thế nào cái câu chuyện mà cô thủ khoa Thanh Trần chúng ta nhận được bằng khen. Quả thật đối với cô ấy đây là một niềm vui cực kỳ lớn để có thể kéo lại một chút danh dự dành cho bản thân của mình. Thì Thanh Nguyên cũng không quên rằng chúc mừng cho cô Thanh Trần, cô ấy đã cống hiến cho công ty điện lực miền Nam. Mong rằng cô ấy đó thì tiếp tục làm cái công ty điện lực mình đi, đừng có lên trên mạng xã hội này nữa để mà dẫn dắt dư luận, biết đâu thời gian tới thì bị đuổi việc luôn sẽ không chừng nha. Vâng, xin được cảm ơn tất cả quý vị, các chú chị trong suốt khoảng thời gian qua đã luôn yêu thương, tin tưởng, ủng hộ kênh Thanh Nguyên Vlog, đặc biệt là ủng hộ những cái mặt hàng em đang bán trên YouTube. Hiện tại thì em vẫn còn đang bán mật ong rừng nguyên chất nha quý vị, bảo đảm cho cô chú chị là 100% nguyên chất được lấy từ rừng tràm U Minh. Và nếu như quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ qua số điện thoại em đang ghi trên màn hình. Quý vị có nhắn thể nhắn tin nè, gọi trực tiếp cũng như là gọi qua Viber để đặt hàng, cũng như là em sẽ tư vấn cho quý vị cái cách sử dụng và cái cách bảo quản như thế nào để chúng ta có thể bảo quản mật ong cách tốt hơn và chất lượng nó được giữ được lâu hơn. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý vị, tất cả cô chú anh chị trong những cái video mới và chủ đề mới tiếp theo. Xin chào. Vâng, ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến tất cả quý vị một cái sản phẩm, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên. Như quý vị được biết thì mật ong nó có rất là nhiều những cái công dụng, như là làm đẹp cho đến là những cái vấn đề chăm sóc sức khỏe. Nó phù hợp cho mọi độ tuổi, từ lớn đến bé, từ trẻ em thì từ 1 tuổi trở lên sử dụng rất là tốt. Thì nếu như quý vị khán giả nào cần thì hãy liên hệ inbox qua cái số Zalo của em ghim trên màn hình. Đây là mật ong rừng nguyên chất thiên nhiên 100%, bao xài bao thử, miễn phí ship toàn quốc. Mong rằng quý vị cô chú hãy ủng hộ cho mật ong rừng nguyên chất. Xin cảm ơn.